Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine thất bại trên nhiều mặt trận, xung đột liệu có sớm kết thúc? Quân đội Nga tiếp tục tấn công Slidovo từ mọi hướng, tước đi nguồn cung cấp hậu cần của lực lượng Ukraine và không cho phép đối phương tăng viện hoặc là thay quân. Kiev chỉ còn cách duy nhất đó là rút lui. Ukraine có thể phải rút lui khỏi Slidovo. Giao tranh trên toàn bộ chiến trường gia tăng, quân đội Nga dường như đang dồn sức tấn công tổng lực nhằm giành được thêm càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi mùa đông tới. Sau khi Volodya thất thủ, cuộc tấn công tiếp theo đang được lực lượng Moscow tiến hành theo hướng Nam Donetsk. Ở phía đông Kharkov, quân đội Nga chỉ còn cách thị trấn khoảng 1,5 km sau các cuộc tấn công gần nhất. Gần đó, lực lượng Kiev ở Gdynsk và Slidovo đang bị tập kích dữ dội. Theo một nguồn tin Ukraine, đối phương hiện kiểm soát 60% thị trấn Gdynsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, theo hướng sông Oskil ở Kupian, ngôi làng Novosadol đã được kiểm soát hoàn toàn. Ở quốc, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy một cuộc phản công của lực lượng Kiev theo hướng Slyvanslake. Tại Slidovo, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công từ mọi hướng. Tình hình hậu cần khó khăn có thể khiến cho quân đội Ukraine phải rút khỏi thị trấn. Hiện đối phương đang đe dọa hai tuyến đường còn lại vào thị trấn. Kênh Redoka nêu chi tiết tình hình nguy ngập của quân đội Ukraine trong khu vực Slidovo. Cụ thể, bằng các hành động bên sườn, Nga đã thực sự tước đi nguồn cung cấp hậu cần của lực lượng Kiev, đồn trú và không cho phép đối phương tăng viện hoặc thay quân. Ukraine chỉ còn lại một dải đất hẹp dài 2,5 km, gồm đồng ruộng và đồn điền vẫn có thể vận chuyển hàng hóa qua đó. Tuy nhiên, việc cung cấp mọi thứ cần thiết cho các đơn vị tại Slidovo đơn giản là không thực tế và FPV của Nga sẽ giám sát và khống chế hành lang này. Trong ngày thứ ba của cuộc tấn công vào Slidovo, một trong những thành trì trọng điểm của cụm phòng thủ Pokrovka, quân đội Nga đã đến ngã ba đường cao tốc E-50. Họ tiếp tục phát triển để sau đó ngăn chặn đối phương. Tuyến đường thực sự là cơ hội cuối cùng của quân đội Ukraine để thoát khỏi vòng vây. Bản thân con đường nằm trong sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của Nga. Ngay cả khi lực lượng Kiev cố gắng phá vây, thì những cơn mưa hỏa lực dữ dội sẽ chờ đợi họ ở lối ra. Tại trung tâm thành phố, quân đội Nga phát triển từ ba hướng. Ở phía Bắc, họ tấn công tại khu công nghiệp, còn ở phía Đông, mũi xung kích đang chiếm lĩnh các tòa nhà cao tầng. Nga chiếm Đông Katerinovka và tiến tới Bogoyalenka. Sau khi chiếm Odenda, quân đội Nga tiến tới Bogoyalenka. Ở sườn phía Bắc, họ tiến đến trung tâm của Katerinovka, đánh bật đối phương từ phía đông ngôi làng. Trận chiến giành Katerinovka bắt đầu vào đầu tháng 10 khi các nhóm xung kích Nga giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông nam của ngôi làng. Đến ngày 18 tháng 10, thì lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát trong làng, đánh bật đối phương khỏi các vị trí trên đường Senchenko, Mira và Sadovaya. Đến ngày 21 tháng 10, thì quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của khu định cư. Giao tranh đang diễn ra tại khu vực trường học, nơi được lực lượng Kiev sử dụng làm thành trì. Ở phía nam ngôi làng, quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát tàn tích của một khu liên hợp nông nghiệp, nơi một đơn vị khác của Ukraine đóng quân. Đồng thời, lực lượng Moscow đang tấn công vào các vị trí đối phương đã được xác định ở làng Astonovka liên kề. Việc kiểm soát Katerinovka sẽ tạo tiền đề cho một cuộc tấn công vào ngôi làng này, cần thiết để vượt qua trung tâm phòng thủ lớn của quân đội Ukraine ở phía tây bắc, bao trùm vùng ngoại ô phía đông của Ininka. Phía bắc Ulenda, lực lượng Moscow đang xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương trên đường tiếp cận Bogoyalenka. Máy bay Nga cung cấp hỗ trợ cho các đơn vị tiến công, đột phá các điểm triển khai tạm thời và cơ sở hạ tầng ở hậu phương của quân đội Ukraine. Lính xung kích Nga đã đạt được thành công lớn nhất trong khu vực khe núi Iri-Aneya. Kể từ ngày 13 tháng 10, tại khu vực này, lực lượng Moscow đã dọn sạch trục cung cấp khí của mỏ số 3, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát trên thành trì của đối phương ở xung quanh. Về phía Tây, quân đội Nga tiến dọc theo đường vành đai rừng phía đông bắc của khe núi Berestovaya, săn bằng chiến tuyến ở phía nam của Bogoyalenka. Ở vùng lân cận Zolotaya Diva,
lực lượng Moscow đã đánh bật các đơn vị đối phương khỏi các vị trí trong khu vực đường cao tốc S050441. Việc kiểm soát khu vực này cho phép tổ chức kết nối trực diện với Novodonetsk, lân cận và đơn giản hóa việc cung cấp cho các đơn vị quân đội Nga UAV và pháo binh của Nga cũng tấn công các mục tiêu ở khu vực hậu phương của lực lượng Kiev, đánh vào những nơi tập trung quân nhân và xe bọc thép. Do đó, ở phía nam của Chudovoy, máy bay không người lái FPV và đạn pháo có điều khiển Krasnopol đã phá hủy một khẩu pháo tự hành Ukraine. Nga bẻ gãy hàng loạt đợt tấn công của Ukraine tại quốc. Trên mặt trận quốc, lực lượng Moscow đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào con đường xanh, phá hủy một số thiết bị và hơn 10 binh sĩ đối phương. Ở quận Suza, kẻ thù đã thực hiện những nỗ lực không thành công để tiến vào khu vực Malaya-Novia và Suza. Tại quận Gluskovo, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Novibut, nơi quân đội Ukraine đã tổ chức phòng thủ dựa trên tuyến đường sắt. Thông tin xuất hiện cách đây một thời gian về việc ngôi làng thất thủ vẫn chưa được chính thức xác nhận. Ở quận Korenovo, giao tranh cường độ cao trên tuyến Kemianoi-Novoivanovka và Listlukolin. Các đội hình Kiev đã tấn công ở khu vực con đường xanh. Cùng lúc đó, tình hình ở các khu vực Tontolak và Lubimovka vẫn chìm trong sương mù chiến tranh. Một đoàn xe bọc thép quân đội Ukraine đã bị UAV Nga vây đánh, tiêu diệt ít nhất một xe tăng trong trận chiến, trong khi nhóm đổ bộ đường không Ukraine ở phía nam của Green Park đã bị pháo binh Nga loại bỏ. Tại quận Suza, quân đội Ukraine cũng đã cố gắng chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất trước đó, sử dụng các nhóm xung kích không có sự hỗ trợ của xe bọc thép. Lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ độc lập số 810 Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của đối phương ở khu vực Malaya-Novaya và lính thủy đánh bộ từ lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ độc lập số 155 đã ngăn chặn các nỗ lực tiến về phía đông bắc Suza của quân đội Ukraine. Trong ngày qua, các hệ thống phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái và 4 tên lửa của Ukraine trên bầu trời khu vực quốc. Không có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất. Ukraine chính thức mất Novosibirsk. Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở của quân đội Ukraine ở một số khu vực của Ukraine. Theo một số báo cáo tại Sumy, một kho đạn dược hóa học đã bị tấn công và tại Donetsk, UAV Nga gây thiệt hại cho một căn cứ sửa chữa thiết bị hạng nhẹ của đối phương. Đến lượt mình, Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dân sự tại các khu định cư của Nga, với 2 nhà máy sản xuất rượu ở Tula và một doanh nghiệp tương tự ở Tambov bị tập kích. Tất cả các đám cháy xảy ra sau đó đã được dập tắt. Theo hướng Liman, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chính thức kiểm soát Novosibirsk. Điều này cho phép lực lượng Moscow tiếp tục tấn công về phía Terevo. Về phía Poprovsk, tình hình của quân đội Ukraine tại Selidovo đang trở nên phức tạp hơn mỗi ngày vì đối phương đang tiến lên từ nhiều hướng. Theo hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đã đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở vùng ngoại ô phía đông nam Antonivka, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm Kemianoi. Ukraine nêu bước đầu tiên để chấm dứt xung đột với Nga. Financial Times vào ngày 22 tháng 10 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra ý tưởng Ukraine và Nga cùng tạm ngừng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Đề xuất này vốn dự kiến được đưa ra thảo luận tại các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian, song cuộc đàm phán bị hủy vào phút chót sau khi Kiev tấn công vào vùng quốc của Nga vào hồi tháng 8. Trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, chúng tôi đã thấy rằng có thể có một quyết định về an ninh năng lượng. Nói cách khác, chúng tôi không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ và họ cũng không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Liệu điều này có thể dẫn đến sự kết thúc giai đoạn nóng của cuộc chiến không? Tôi nghĩ vậy. Ông Zelensky phát biểu với báo chí vào hồi đầu tuần. Moscow đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công vào các hạ tầng năng lượng của Ukraine, làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí và hậu cần quân sự của nước này. Ngược lại, Kiev cũng dùng máy bay không người lái tầm xa để tấn công các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu của Nga. Washington Post vào hồi tháng 8 cho biết, Moscow và Kiev được cho là sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar để thảo luận về việc ngừng các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng của nhau. Tuy nhiên, khi quân đội Ukraine đột kích vào vùng quốc của Nga, phái đoàn Nga đã từ chối đến Doha với lý do xung đột leo thang. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, hiện giữ chức
thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, vào tháng trước cho hay Moscow đã nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và tàu hàng của Ukraine giao thương với nước này. Ông Shoigu nhấn mạnh, ta sẵn sàng xem xét đề xuất, nhưng Ukraine lại bác bỏ ý tưởng đó. Quân đội Nga nhiều lần tuyên bố tấn công các cảng ở Ukraine để ngăn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược của phương Tây bằng đường biển cho Ukraine. Hiện giờ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh nếu Ukraine nhận thấy Nga ngừng tấn công hạ tầng năng lượng và các tàu hàng tại cảng của Ukraine, Kiev sẽ coi đó là tín hiệu Moscow muốn chấm dứt xung đột. Cách Nga giữ vàng và hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt vào năm 2022 đã hạn chế khả năng tiếp cận một số tài sản tài chính của Nga. Nhưng dự trữ vàng của nước này thì nằm ngoài tầm với của lệnh cấm. Theo Zipot, bất chấp lệnh trừng phạt dẫn đến việc tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng, nước này vẫn giữ được hàng trăm tỷ đô la Mỹ ngoài tầm với của phương Tây nhờ các nỗ lực đặc biệt. Lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt vào năm 2022 đã hạn chế khả năng tiếp cận một số tài sản tài chính của Nga. Tuy nhiên, dự trữ vàng của nước này thì nằm ngoài tầm với của lệnh cấm. Nga đã bắt đầu tích cực tích lũy vàng từ vài năm trước. Một phần dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga đã được chuyển thành vàng và được cất giữ trong nước. Không giống như dự trữ ngoại hối, vàng không thể bị tịch thu. Tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của Nga đã đạt mức kỷ lục. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tính đến ngày 1 tháng 10, dự trữ vàng đạt 199,764 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 9, vàng chiếm 30,8% tổng dự trữ ngoại hối của đất nước và hiện đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1999 là 31,5%. Theo số liệu của năm 2023, Nga dẫn đầu về lượng mua vàng khi Ngân hàng Trung ương Nga đã mua vàng 1.300 tấn. Chuyên gia thị trường kim loại quý Alexei Vyazovsky giải thích rằng dự trữ vàng cho phép Nga không chỉ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, giúp cho đồng rúp giữ giá, mà còn mang lại lợi nhuận khá với đà tăng giá mạnh gần đây. Gần một nửa dự trữ quốc tế của Nga đã bị đóng băng ở phương Tây vào đầu năm 2022 như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Ngân hàng Trung ương Nga chưa cung cấp thông tin chi tiết về những tài sản đã bị đóng băng. Phần dự trữ của Nga không bị đóng băng bao gồm vàng và ngoại tệ, được nắm giữ trong nước, có cả đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Theo bà Elvira Nabiunina, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, cho biết sự ổn định tài chính của đất nước sẽ không bị ảnh hưởng nếu phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của nước này. Cũng theo bà, ngân hàng trên đã đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của mình trong nhiều năm và hiện đang tiến hành các hoạt động với các khoản dự trữ không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới WGC cho thấy các nước và nhiều ngân hàng đang có nhu cầu tăng dự trữ vàng. Nhu cầu này được thúc đẩy bởi tình hình địa chính trị và môi trường tài chính phức tạp. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, Nga đã tăng gấp 7 lần lượng mua ngoại tệ và vàng. Trong thời gian này, thì Bộ Tài chính Nga phân bổ 172,9 tỷ rúp để mua ngoại tệ và vàng theo quy định tài chính của nước này. Chiến lược tài chính trên phản ánh nỗ lực của chính phủ Nga nhằm tăng cường dự trữ ngoại tệ và vàng trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đối mặt với nhiều sức ép do những cấm vận từ phương Tây.